Xin chào các bạn, mình đến từ phụ kiện Và một chút hình ảnh các bạn vừa xem đó chính là chiếc ốp lưng UAG Pathfinder SE dành cho iPhone 11, 11 Pro cũng như Pro Max Nó còn gọi là UAG Pathfinder Camo đó Đã tiêu chuẩn chống va đập 810G của quân đội Mỹ Được phân phối bởi MCL Việt Nam Và đương nhiên bạn có thể dễ dàng mua hàng trình hãng 100% tại phụ kiện Mình sẽ mở hộp ra, hôm nay mình sẽ có hai chiếc ốp trên hai chiếc hai cái màu này trên tay Ngoài ra còn có một cái màu là màu Midnight Green nữa Nhưng tuy nhiên là hôm nay mình sẽ không có trên tay mà mình cũng thấy hai cái ốp này nó đẹp hơn mình sẽ review chiếc ốp lưng màu xám đen đi. Cái điểm đầu tiên bạn có thể thấy là ốp lưng nhựa cứng, mặt lưng được bằng nhựa cứng hoàn toàn và chúng ta sẽ có những cái nét đẹp rất là khác biệt, những cái nét đẹp rằn ri quân đội kết hợp giữa cái phần nhựa cứng chính là phần nhựa mềm ở bốn góc giúp cho chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm thích hơn, bảo vệ máy tốt hơn, tản lực tốt hơn và khi mà gắn kết gắn cái máy vào ốp ấy thì nó không lo cháy xước viền máy. Bên trong thì chúng ta có những cái chi tiết lục giác như thế này giúp cho tản nhiệt tốt hơn bạn dùng lâu thì cũng không bao giờ lo nóng máy và vô tình có dây rớt thì nó sẽ không tập trung lực vào một điểm bảo vệ máy tốt hơn này sau đó chúng ta sẽ có bốn cái góc được làm nhô cao ra như này rất là đặc trưng của UAG từ trước đến giờ nói chung nhìn vào một phát là biết luôn bạn đang dùng UAG rồi mà UAG thì nó chỉ dành cho những dòng máy cao cấp thôi máy đã cao cấp gắn vào ốp thì nó sẽ càng cao cấp hơn cái quá trình lắp thì đương nhiên rất là dễ rồi cái này miễn bản từ trước giờ UAG làm hoàn thiện cái này quá tốt mà không bao giờ lo chảy trước về máy và cái cảm giác cầm nắm trên tay thì nó sẽ hơi dày lên một chút so với máy thông thường Tuy nhiên là mình thấy cũng không quá dày đâu Cũng có thể đấy là do mình dùng UAG quen rồi bởi vì đã dùng UAG thì chỉ có mây thôi Ốp lưng này thì sẽ luôn bảo vệ cho điện thoại của bạn an toàn trong suốt quá trình sử dụng Mặc dù bạn có rơi theo bất kỳ phương nào đi chăng nữa xuống mặt phẳng thì chắc chắn sẽ luôn an toàn Với độ cao khoảng tầm 1,5m Cái viền của máy nó được làm nhô cao ra như này đó, khi mà rơi xuống cái màn hình sấp xuống hạn xuống mặt phẳng thì cái màn hình của bạn sẽ hoàn toàn không chạm đất và nó khác biệt giữa với những ốp trung quốc nó là khi mà rơi xuống thì điện thoại của bạn sẽ không bị bật ra bạn có thể thấy lấy hai cái tay đẩy ra như này thì nó đẩy ra rất là khó luôn bởi vì nó ôm rất là sát Mọi chi tiết được hoàn thành rất tỉ mỉ Cạnh trên, cạnh dưới, cạnh phải, cạnh trái Các thứ như này Đấy, Nói chung là nó quá an toàn Dùng thì cứ là yên tâm đi Điện thoại của bạn sẽ luôn mới này Và quan trọng hơn nữa đối với ốp này Thì nó được làm nhô cao lên cái phần màn viền màn hình Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm Cũng như dán màn hình Một số ốp chỉ cần nhô cao lên Hoặc là nó vào màn hình cái Là bắt đầu bạn dán màn hình rất khó Nhưng đối với UAG bạn có thể dán tẹt ga tất cả các loại ốp à, Tất cả các loại thâm dán luôn cái này không phải đò. đây, mọi chi tiết được hoàn thành rất tỉ mỉ, rất sắc nét cái phần mặt lưng được là bằng nhựa cứng thế nên là khi mà rơi cái mặt lưng xuống thì bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn điện thoại bạn luôn luôn an toàn cái mặt lưng thay bèo bò nó phải tiền triệu rồi đối với ốp lưng này thì nó cũng tầm tầm giá đấy thế nên là sử dụng ốp lưng sẽ bảo vệ toàn diện cho máy hơn và đằng sau là những cái chi tiết rằn đi hình quân đội rất là đặc sắc đây là một cái lý do dành cho những ai thích quân đội ấy. thì nhìn cái là mê luôn và đây là một cái sản phẩm rất đặc trưng ai đã thích thì sẽ chọn luôn UAG này không cần phải bàn cãi nhiều và nó rất là hợp với cái phong cách cầm hố của nó cái viên camera được làm nhô cao lên bảo vệ toàn diện cho cam không bao giờ do chảy xước, không bao giờ do vỡ và bạn cũng không bao giờ lo phải dán kính cam bởi vì dán kính cam vào chụp buổi đêm nó xấu cực kỳ luôn nó sẽ bị lóa các bạn cần phải lưu ý vấn đề này nhé đây mức độ hoàn thiện cao cái phần gắn giữa phần nhựa cứng và nhựa mềm nó rất là sát và nó rất là khít nó không để lại ba vía cái phím bấm thì từ trước đến giờ UAG hoàn thiện cực kỳ tốt Cái này thì miễn bàn rồi Ấn này thanh tách rất là sướng Cảm giác gắn vào như là không gắn ốp vậy Ấn rất là sướng Còn đối với một số ốp Trung Quốc ấy Gắn vào thì cái phím nó ấn lệch lạc Ấn cứng, ấn mềm đi Hoặc là nói chung là nó không còn nhạy nữa Đối với những ai chơi game thì mình nghĩ là rất thích cái cảm giác cầm nắm này Bởi vì bốn góc được làm nhô cao ra mà Cầm thì nó thích tay cực kỳ luôn Nó không bị mỏi tay không bị trơn trượt các thứ mà có vô tình vừa chơi vừa buồn ngủ chẳng hạn thì nó cũng đỡ học máy hơn sau đây mình sẽ rơi nhẹ nhàng một chút cho các bạn cùng xem bạn có thể theo dõi kênh youtube của mình thì mình có rất là nhiều cái clip mình làm rơi những cái chiếc ốp lưng UAG như này rồi thì nó luôn an toàn thì cái này thì miễn bàn mình không cần làm rơi quá nhiều nữa đối với những cái màn rơi nhẹ nhàng vừa rồi thì nhờ những cái thiết kế nhô lên như này tính toán rất tỉ mỉ nó đã đạt tiêu chuẩn chống va đập 810g thì bạn yên tâm hoàn toàn rơi xuống mặt phẳng thì không bao giờ lo với độ cao khoảng tầm 1,5m trở xuống đây rất là đặc sắc rất là đặc trưng của chiếc ốp lưng này, này. bảo vệ tốt an toàn và Nhìn phát biết luôn là bạn đang dùng iPhone 11 Pro Max tôi Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màu rất là đặc trưng nữa. Đây là một màu xám trắng. Những cái hình uh, giống hệt như chiếc áo của quân đội bên Mỹ vậy. Rất đặc sắc, rất là đẹp. Và ở chính giữa là logo UAG nổi bật. Đây. Một cái phong cách thiết kế hoàn toàn không thể đụng hàng với những chiếc ốp lưng khác. Và nếu bạn thích một chiếc ốp lưng bảo vệ tốt như này luôn giữ cho điện thoại của bạn an toàn mang một cái phong cách hoàn toàn khác biệt, nhìn vào phát là biết luôn bạn sử dụng Pro Max và nhìn một phát là biết luôn Pro bạn đang dùng OG rồi. Thì bạn có thể comment số điện thoại và địa chỉ ở ngay dưới phần bình luận hoặc là click vào link dưới phần mô tả, chúng tôi có đầy đủ link đến ra Shopee để mua hàng một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.